Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Yên Mỹ liên quan đến lái xe tuyến Bắc Nam. Đến nay toàn tỉnh đã có 43 ca bệnh được ghi nhận trong đợt dịch thứ tư. ba trong 4 trường hợp dương tính mới là người thân của bệnh nhân 13.374, lái xe tuyến Bắc Nam có địa chỉ ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ được ghi nhận ca bệnh tại tỉnh Bình Dương. Đó là mẹ, chị gái và con trai của bệnh nhân 13.374 đều ở thị trấn Yên Mỹ, Trường hợp còn lại là nữ 34 tuổi ở xã Trung Hưng có cắt tóc cho bệnh nhân 13.376. Bước đầu truy vết được gần 160 F1. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, huyện Yên Mỹ đã mở rộng phong tỏa toàn bộ thị trấn Yên Mỹ với trên 17.000 nhân khẩu, xã Trung Hưng với trên 9.000 nhân khẩu, cùng một phần thôn Thủy Lân xã Thanh Long với 600 nhân khẩu, một phần thôn Yên Đô xã Tân Việt với 150 nhân khẩu. Huyện cũng thành lập 10 chốt liên ngành kiểm soát tại các khu vực phong tỏa, tiến hành lấy được gần 2.000 mẫu xét nghiệm. Sáng mai, ngày 23 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ họp trực tuyến với các huyện thị xã thành phố để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch.